Đây học trò chút xíu. Đau quần quần, đo liên tục. Ăn ngọt hơn. Không sao nữa. Rồi. Chưa? Rồi quay rồi. Hôm nay chúng ta học cái cách chăm sóc một bệnh nhân sau làm RCP lấy sỏi đường mật. Bệnh nhân này có sỏi ống mật chủ, sỏi gan nha, được làm RCP ngày hôm qua lấy ra được hết sỏi ống mật chủ nha, có cắt mở cái cơ vòng nha, và kiểm tra thì ống mật chủ thông thoáng nhưng mà sỏi trên gan á nha thì không có lấy được nha, thì bác sĩ ta dự trù là gì, là những cái viên sỏi nhỏ trên gan đấy thì nó sẽ đúng rồi, nó sẽ nếu nó rớt xuống dưới nó sẽ xuống thẳng tá tràng luôn, tại vì mình mở cái cửa ra rồi nên điều đó không có gì đáng ngại, nhưng cũng có khả năng là gì, có khả năng là nó kẹt đúng chưa, vậy nó hay, vậy nó rớt xuống dưới mà rớt từng viên một nó xuống, mà nó rớt hai viên thì nó lại kẹt nha, cho nên là nếu thông thường ấy, một trường hợp RCP ấy, nha, thì bác sĩ phẫu thuật viên mà người ta thấy một mổ diễn làm rất là nhanh gọn, nha, lấy hết sỏi kiểm tra được mà hoàn toàn thông thoáng, không có sự cố gì xảy ra trong lúc mổ hết, có thể ngày hôm sau cho về, nhưng trường hợp này thì phải giữ lại, tại vì có khả năng là một vài viên sỏi nhỏ trên nó kẹt, nó có thể gây tắc mạch tạm thời, gây nhiễm trùng động mạch, nha, cho nên bệnh nhân này sau làm RCP nha, cái điều mình quan tâm trước tiên là gì, là nhiễm trùng đường mật, đồng ý không? Tại vì sao có nhiễm trùng đường mật? Tại vì cái động tác mà chúng ta đưa cái dụng cụ từ dưới tá tràng lên vào trong ống mật đấy là động tác chúng ta đưa vi trùng vào trong đường mật, nếu dịch mật nó thông, dịch mật nó trôi xuống thì vi trùng nó sẽ cuốn xuống hết, không sao. Nhưng mà nếu có bất kỳ nguyên nhân nào làm cho nó bế tắc nha thì nó sẽ nhiễm trùng, cho nên bệnh nhân này phải theo dõi sát cái biến chứng nhiễm trùng. Thứ hai nữa là có thể có biến chứng gì nữa chảy máu, đúng chưa? Tại khi mà anh đưa một cái dụng cụ vào trong ống mật qua một cái lỗ, anh phải mở cái lỗ ra một cái cửa thì có thể có nguy cơ chảy máu, cho nên sau mổ để ý xem là bệnh nhân có dấu hiệu nào là dấu hiệu sớm nhất để chẩn đoán là chảy máu sau mổ RCP. Một, chứng bụng, hai, tụt huyết áp, ba, nôn ra máu, bốn, tiểu phân đen. Dấu hiệu nào? Tiểu phân đen. Chứ, tại vì nó chảy máu rỉ rả thôi, quá trẻ tù, giống như một loét rất phun máu. Cho nên không có vấn đề chứng bụng, có tụt huyết áp, không có nôn máu, mà thường là tiểu phân đen. Cho nên phải để ý, mà thường nếu có máu ở trong lồng á, là bệnh nhân tiêu ra ngay, chứ không, cho nên nếu sáng hôm nay mà thấy bệnh nhân hồng hào ha, mà bệnh nhân chưa đi tiêu thì yên tâm là không có chảy máu trong ruột. Để nếu có chảy máu trong ruột rồi, ruột nó sẽ tăng co bóp, nó đẩy cái máu đó ra ngoài. Nhưng một cái đặc điểm của cơ thể rất là hay là gì, máu ở ngoài thì làm cho ruột nó liệt. Dù máu trong sông bụng ấy, xuất huyết nội làm cho ruột liệt, nhưng mà nếu máu trong lòng ruột thì làm cho ruột tăng co bóp, đẩy ra. Cho nên thầy thấy là sáng nay bệnh nhân này hồng hào ha, xin hiệu ổn định ha. Để học rồi. Cho nên không nghĩ đến biến chứng chảy máu nha, nhưng mà có nguy cơ nhiễm trùng để theo dõi trường hợp này. Thứ ba nữa, bệnh nhân kha là sao còn đau bụng, lý do tại sao đâu mình can thiệp vào những cái vùng không có thần kinh cảm giác, không có thần kinh thân thể, chỉ là thần kinh tạng thôi. Cho nên hầu hết những trường hợp sau làm RCP nha, bệnh nhân không có đau. Nếu có đau thì có vấn đề gì xảy ra? Một là thủng nha, thứ hai viêm tụy cấp, đồng ý không? Thì trường hợp này nếu bệnh nhân khai đau như thế nha thì chúng ta phải kiểm tra lại xem có thủng hay không, có viêm tụy cấp hay không nha, thì chúng ta khám cái bụng. Chỉ co hai chân lên này, yên tâm, bác sĩ đây ta điều trị, yên tâm đi, không có gì phải lo hết, bụng rất là mềm. Mềm xà được rồi. Đúng không? Sợ hai hố thắt lưng rồi, hai hố cái vùng hông lưng hai bên. Nếu có thủng thủng mặt sau có tá tràng, viêm tụy cấp cũng phía sau, cho nên cái vùng phía sau có thể đau nhiều hơn phía trước.
đâu đâu gì rồi 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 ăn phía sau nó có đau không? Ừ. Đau chỗ nào? Sốt 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 không? Hình như hơi sốt không? Ừ, hình như là thầy nghĩ là đau do nhiễm trùng đường mật á, thầy nghĩ linh cảm cảm nhận của thầy như thế, nhưng đâu đau chỉ cho đau. Ừ. Nhưng thứ ba nữa là gì, thầy nói là nó sọ nó kẹt do nhiễm trùng đường mật làm cho nhân đau nha, có thể là có nhiễm trùng đường mật, đồng ý không? Cho nên thì sáng nay nha, sáng nay sẽ làm cái gì thứ sáu. Bây giờ cho mình nghi ngờ như thế thì sáng nay bệnh nhân đừng có ăn, đừng có cho ăn nha, truyền dịch 2 lít nha, thôi chị có nôn ói không? Ừ. Ôi, tạm thời con đến chiều phải ăn nha, điều 1 lít dịch cho con uống nước kháng sinh điều trị nhiễm trùng đường mật nha, thử lại bilirubin xem có tăng hay giảm nha, amila kim cương gì nữa, giảm tiết, giảm co thắt. Ừ. Giảm đau uống thôi, giảm đau uống rồi thôi, yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Cái viên sỏi lấy ra nó bằng cái tắc ấy, cái hạnh này, cái gì, cái quất ấy to như thế, cho nên lấy được ra là mừng lắm đó nha, tắt đi.